Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm chiếc túi thái công 99k như này bằng phương pháp in lụa. Để tạo ra được một sản phẩm như vậy. Và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, để làm bất kỳ một sản phẩm nào liên quan đến in lụa thì các bạn cần một cái mẫu sản phẩm của mình cần in, đặt bất kỳ sản phẩm nào. Muốn làm cái túi thái công 99k thì chúng ta cũng phải có một cái túi thái công 99k hàng xịn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thiết kế và ra được phim để chụp bản. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cần là dao gạt, khung in, những cái khung in như vậy để chụp bản lên. Sau khi chụp bản, chúng ta sẽ có được bản in như vậy. Sau khi có bản in, chúng ta sẽ tiến hành in lụa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu làm những chiếc túi thái công 99k. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp bản cái quá trình làm bản in lụa. Chúng ta cần có một khung in và một cái hình in ở đây. Và chúng ta sẽ tiến hành chụp bản. Ok, quá trình chụp bản đã xong. Chúng ta sẽ có một cái khung như vậy. Đây các bạn, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Ok, tôi bóc cái lớp phim này ra và tiến hành khâu rửa bản. Ok, đã xong. Xong cái công đoạn rửa bản làm khung, cái này bây giờ chỉ cần phơi khô đi thôi là chúng ta sẽ có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Ok, đừng bỏ lỡ phần sau, có những điều thú vị đang chờ bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Ở đây tôi đã chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm in túi thái công 99k sẽ như thế nào. Let's go. Và sau đây là cái quá trình in lụa trên túi vải không dệt. Và các bạn có thể thấy là đây là tôi sử dụng một cái bàn in có cái bập bênh, khoảng nặng bập bênh có thể lên xuống được. Mực tôi sử dụng là mực acrylic, màu acrylic. Cái này mua ở trên mạng rất là nhiều, sẵn lắm. Ngay bây giờ là chúng ta sẽ có quá trình in. Thì với cái mực này, phát đầu tiên là tôi mới kéo thử được, kéo một lượt. Đây, các bạn sẽ có thể xem cái sản phẩm là nó hơi mờ đúng không? Các bạn thấy kéo hình in nó ra nó hơi mờ so với cái sản phẩm của phẩm gốc. Nó hơi mờ tại vì mình kéo một lượt. Và đây là bước này là tôi bắt đầu cho vào sản phẩm chính nhé. Tôi sẽ sử dụng là kéo hai lượt thì mực nó sẽ đậm hơn, cứ cho vào là kéo thôi. Đó, cho mực vào là kéo thôi. Hình ảnh ra là rất là nét, đậm đà hơn hẳn luôn. Đó, đấy, kỹ thuật kéo lụa này thì cũng rất là đơn giản thôi. Chính xác là tôi có thể tư vấn được nhiều hơn trong cái quá trình kéo đấy, nhưng mà clip nó bị mất tiếng, tôi có quay một cái cam khác nhưng mà lại không đủ. Đấy, đây là tôi kéo một cái túi khác và cũng kéo hai lần. Và các bạn lưu ý là cái bề mặt của sản phẩm là nó sẽ phẳng thì nó hình như nó sẽ xuống nó đẹp nhé. Và kéo là kéo dứt khoát. Dứt khoát. Thì hình như nó sẽ đẹp. Nếu các bạn chú ý thao tác kỹ thuật. Trải đều một cái là kéo thôi. Đó. Hai lần. Ok. Thế như vậy là chúng ta xong rồi, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm. Tôi cũng rất vui. Nhìn cái sản phẩm nó đơn giản như thế này. Các bạn mà muốn tư vấn thêm thì có thể comment nhé. Comment, tôi sẽ
tư vấn hoặc là liên hệ qua mọi kênh của cộng đồng in. Hy vọng chiếc video ngắn này sẽ cung cấp cho các bạn một chút kiến thức về in lụa, và với cái trải nghiệm của mình sản phẩm thì mà các mình bạn mong có thể muốn. ứng dụng được vào trong cái